Tô Dương, Joaquim, tổng được. Nghe không? Đúng nhá. Chắc chắn là sẽ có thể dành cho John McGinn bên nhà Aston Villa lợi thế. Và Arsenal vẫn đang cố gắng tận dụng điều này. Leandro Trossard hơi khó với đội Diaby, nó nhanh quá. Thế trận là rất giằng cò và đã có lỗi của Trossard với Eric Cusack. Một lần nữa nhìn lại tình huống xử lý hơi dườm ra của Oli Watkins. Watkins này hình như cũng sở hữu chiếc G63 màu vùng độ như sao anh em. Tôi nhớ không nhầm thì Oli Watkins đi con này. Pháo thủ cũng có những cầu thủ sở hữu chiếc xe rất đẹp mắt. Trước đã có Aubameyang ấy cũng đi mấy xe cũng mạ vàng kinh phết, đặc biệt là chiếc Lamborghini Urus rất hay. Nhưng một lần nữa thì Martinez lao ra chính xác, cú sút ở một khoảng cách rất xa khi mà Oleksandr Zinchenko nhìn thấy Martinez lao ra ngoài góc thì chưa có quả nào anh em ạ.